Xin chào anh chị nha. Hôm nay công ty Ba Tư Phan xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu xe Kia K3 bản 2.0 sản xuất năm 2014. Hiện tại đang chào bán tại sàn giao dịch ô tô Ba Tư Phan với giá là 495 triệu đồng cho mẫu xe này. Đây là bản 2.0 bản full ạ. Bản cao cấp nhất của Kia K3 rồi. Xe được trang bị xi nhan tích hợp với cả gương ở la răng phay, đa số rất là đẹp đó. Này là răng 17 inch và sơn màu đỏ, đăng kiểm dài đến năm 20 hết đó. Còn cái bản 2.0 này thì nó là bản full tích hợp mà gãy số vô lăng luôn đó. Này nó có phím, có cái lẫy gãy số vô lăng. Và trên vô lăng thì tích hợp bàn phím rất là nhiều chức năng. Có thêm chức năng Cruise Control này, ga tự động. Vô lăng rất là đẹp. Để start top. Và màn hình và cắm lùi đầy đủ. Và nó có thêm cả cái cửa nóc nữa. Bản 1.6 cũng có, số tự động này là cũng có số, cũng có cửa nóc rồi. Đấy, đèn đóm này hoạt động bình thường các bạn nhé. Hiện tại đang chào bán là 395 triệu đồng cho mẫu xe này thôi ạ. Nội thất bên trong thì cũng còn tương đối đẹp, chưa đến nỗi nào mà nhầu quá. Nói chung là hàng ghế sau này ít người ngồi, còn chủ yếu là người lái đi hai người đằng trước, nên là cái bộ ghế đằng trước thì nó hơi cũ hơn đằng sau một chút. Đó, ở trên lốp xe này thì đã trang bị thêm một cái vây cá mập. Buổi tối đi thì cái đèn ở sau nó sẽ nháy. Mà nhìn tổng thể xe nhìn nó có một cái điểm nào đó khá là đẹp. Ô, cái này mở bằng chìa khóa với cả giật ở trong, giật hộ cốp lên. Đấy, đây là bản 2.0. Đó, đây là cốp xe này. Rồi, vẫn còn đầy đủ click lốp, rồi là lốp dự phòng, la răng đầy đủ hết, sơn màu đỏ luôn. Đó, anh chị em nào mà yêu thích cái dòng xe K3 này thì có thể đến ngay số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương để sắm cho mình mẫu Kia K3 sản xuất 2014 bản 2.0 bản full với giá tiền là 495 triệu đồng để cho anh chị và các bạn. Xin chào anh chị và các bạn nhé.